Hey yo, what's up? Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với một cái clip khác của Tích Tay Gấu chuyên mục Bookaholic in 2 minutes. 2 minutes. Lật sách bắt đầu. Hy vọng là lật sách này giống như là sổ số vậy đó. Tuy là những ai mà giữ sách thì chắc là sẽ ghét tôi lắm, nhưng mà đối với tôi thì sách là để phục vụ chúng ta, đúng không? Và ok, bài tử tế. Mọi người thấy không ta? Tử tế. Và ok, 2 phút nha. Bây giờ chúng ta sẽ set thời gian. Ok, Bookaholic in 2 minutes tập 2 xin được phép bắt đầu với một tử tế. Ý tưởng này là của chúng mình. Yo, thời gian bắt đầu. Tử tế. Sau 45 phút thuyết trình một chiến dịch truyền thông mà cả agency đã dành biết bao công sức, anh marketing director trầm ngâm vài giây rồi trở lại khuôn mặt như Phật, tâm đắc với mọi thứ trên đời vốn có của mình mà nói: anh không nghĩ đây là proposal của một creative agency. Agency hết hồn chi mén. Anh tiếp: nó giống như một proposal do chính bên tụi anh làm vậy. Sát thực tế, gọn gàng, nắm vấn đề rất rõ, không lan man, trả lời được đúng bệnh tình mà nhãn hàng tụi anh đang dính. Good job tụi em ơi. Chỉ vì một câu nói đó thôi mà cả agency sau đó làm bán mạng cho nhãn hàng này. Dù chỉ một đơn đặt hàng bé tẹo thôi, cũng đầu tư triển khai hết sức chỉnh chu, tuyệt đối không làm cho anh marketer thất vọng. Brand manager, anh rất thích câu này, nó được 9 điểm rồi. Em có thể giúp anh cân nhắc lại tí xíu xem nó có thể gọn hơn chút nữa được không? Sáng mai ngồi cà phê, làm điếu thuốc, rồi thử nghĩ giùm anh. Coi có lên được 10 điểm tròn không nhé. Cảm ơn em. Tôi không nghĩ ra câu tốt hơn, nhưng đã gạt hết tất cả việc khác, dành nguyên buổi sáng suy nghĩ thêm chứ không chỉ trong vài điếu ba số. Anh sếp cũ tâm sự: khoảng thời gian đó anh chỉ làm freelance thôi, vừa bước vào gặp sếp tổng, sếp cúi đầu chào thiếu điều gặp người làm đôi và nói: thank you for being here, please have it. Đêm đó làm đến khuya cho buổi họp sáng mai, chính tay ông kéo quạt đến từng bàn, tự xách tay xô đá bỏ vào từng cái quạt trong các creative, vì sau 6 giờ là máy lạnh tòa nhà tắt rồi, ngợp và nóng lắm. Cuộc đời đi làm agency chưa bao giờ anh thấy người ta đối xử với nhân viên như thế. Anh không biết đó có phải là tinh thần của người Nhật hay không, nhưng sau đó thì anh trở thành nhân viên chính thức luôn, chứ không freelance vòng vòng như trước nữa. Môi trường agency bao giờ cũng y xèo, nên đôi khi đi qua nhau hơi nhanh và hơi bạc, riết rồi cũng quen. Mọi sự phũ phàng đều được bọc lớp đường business và professional, nên vỗ về nhau làm chi nữa. Dù sao đời vẫn vui vì còn gặp được những sự tử tế này. Hơi lỗ. Ok, thì với tiêu đề là tử tế, thì tử tế có nghĩa là đối xử gọi là tôn trọng lẫn nhau, đối xử đàng hoàng với nhau, rồi đối xử chuẩn mực, đúng chuẩn mực với nhau. Thì thật ra trong cái đoạn này á, cái đoạn mà Tích vừa đọc á, nó cũng không có gọi là quá nhiều ẩn ý. Thì ở phần 1 chúng ta có sự xuất hiện của Marketing Director. Thì Marketing Director là người chịu trách nhiệm hoàn toàn cho bộ phận marketing của một công ty. Thì khi một công ty họ muốn thuê một cái agency để làm gì đó, thì họ hiện tại ở trong này là họ đang thuê một cái creative agency để làm một cái dự án. Và chúng ta có thể thấy được là cái agency này làm rất là cực, gọi là rất là cực để đưa ra một cái proposal và được Marketing Director họ đồng ý. Và khi mà họ đồng ý thì họ không phải cái kiểu nói trịnh thượng hay là cái gì, mà họ tôn trọng cái sự sáng tạo của creative đây agency đó. Và chính vì thế cái creative agency đó, những người làm trong cái agency đó, họ mới dốc hết mình để mà nỗ lực họ làm, để không có gọi là làm buồn phiền một cái marketing director. Thì đó là một cái việc đương nhiên. Là tại vì sao? Khi mà bạn làm được việc, bạn làm thành công một cái được việc, bạn làm tốt việc cho người ta, thì chính tự khắc những người gọi là họ nhìn thấy được cái công sức của mình, đó là họ sẽ lan truyền những cái công sức của mình, họ sẽ share những cái gọi là công sức của mình, thì vô tình mình sẽ được nhiều người biết đến, họ có thể được nhiều công ty họ liên lạc với NC đó. Đó là cái điều mà Tích muốn nói cái đoạn thứ nhất. Còn cái đoạn thứ hai, brand manager, thì đây là một, cũng chúng ta cũng thấy được một cái sự tử tế, đó là brand manager nhờ một người là copywriter họ viết một cái câu quảng cáo. Thì brand manager này họ mới bảo là ok, cái câu này là hay rồi, cái câu này được 9 điểm rồi, nhưng mà họ muốn làm tốt hơn nữa, họ muốn ngắn gọn hơn nữa, thì họ mới chọn cách nói là
Wow, cái câu này là được 9 điểm rồi đấy, hay đấy. Nhưng mà anh nghĩ nó sẽ được 10 điểm nếu là nó ngắn gọn hơn. Em thử em suy nghĩ giùm anh đây, cho nó lên được 10 điểm không? Chứ bây giờ nó 9 điểm đó. Thì cái mà mối quan hệ giữa brand manager và một cái người copywriter này á, có thể nói là có thể là hơi xa lạ một tí đi. Nhưng mà qua cái cách làm việc, đối xử với nhau, mình thấy được cái sự gọi là professional trong đó, một cái sự tử tế ở trong cái cách làm việc, trong cái cách giao tiếp công việc. Chính vì sự sống tử tế, sự tôn trọng, sự khen thưởng và sự động viên của anh brand manager này, thì điều đó tạo nên động lực cho anh copywriter này gọi là dốc hết toàn lực để làm câu đó trở nên nó tròn chỉnh hơn nữa. Ok, thì với cái đoạn thứ ba đó chính là lời tâm sự của một anh sếp cũ của tác giả. Thì anh sếp cũ của tác giả thì tâm sự theo kiểu như thế này, nếu mà nói theo ngôn ngữ tích rất là dễ. Đó là hồi xưa mà tôi đi làm freelance á, tôi làm freelance cho một cái công ty Nhật. Thì lúc mà tôi mới vô á, thì ông sếp này ông tôn trọng tôi cực kỳ luôn. Đó là ông cúi gặp người gần gấp đôi, ông cúi gặp người gặp làm đôi lại để mà chào, và sau đó là cảm ơn vì đã ở đây, xin hãy giúp chúng tôi. Họ tôn trọng cái người làm sáng tạo, một cái người làm freelance. Và để chuẩn bị cho một cái cuộc họp sáng mai, một cái cuộc họp thì tất cả nhân viên phải làm tới khuya. Và khi mà làm tới khuya thì có một điều như này, đó là sau 6 giờ thì tất cả điều hòa của công ty đều tắt. Và chính cái người sếp đó họ kéo quạt đến từng bàn của nhân viên, còn chuẩn bị xô đá để cho gọi là nhân viên của ông được mát. Và cái anh sếp cũ này cảm thấy rất là cảm kích. Và sau đó anh trở thành một nhân viên chính thức mà không làm freelance nữa. Đó là một cái điều mình thấy cái sự tử tế của người Nhật nói riêng, cũng như là trong cái tổng quát này chúng ta thấy được sự tử tế của rất là nhiều người ở vị trí cao, như là brand manager, marketing director. Chốt lại trong cái đoạn mà gần 2 phút tích đọc á, thì ảnh nói là môi trường agency bao giờ cũng ì xèo, nên đi qua nhau thì có vẻ là hơi bạc. Nó giống như là một cái cuộc tình chớm nở vậy đó. Đó là một cuộc tình lỡ đi qua nhau thôi, nên có những cái được cái mà quan tâm, những cái tử tế quan tâm như vậy. Ảnh rất là cảm kích trong cái môi trường agency này. Thì ảnh có nói là mọi sự phũ phàng đều được bọc lớp đường business và professional, nên vỗ về nhau làm chi. Dù sao đời vẫn vui khi gặp được những sự tử tế này. Thì đó là chung quy của cái đoạn 2 phút về tử tế. Ok, thì đó chính là Bookaholic in 2 minutes too, với cái chuyên mục là tử tế. Ý tưởng này là của chúng mình. Và những bạn nào mà muốn đọc được rõ hơn thì Tích sẽ copy cái phần đó vào dưới description cho các bạn nhé. Thì nếu các bạn thấy cái clip này hay á, hay là cái clip này có ý nghĩa, hoặc là cái clip này nó tạo cho bạn một cái điều gì đó, thì hãy like, share cũng như là subscribe cái kênh của Tích Tay Gấu, chuyên mục Bookaholic in 2 minutes, để và đặc biệt là có cái chuông kế bên để không bỏ lỡ bất kỳ cái tập nào của Bookaholic in 2 minutes. Thì hy vọng là những cái clip mà Bookaholic in 2 minutes sẽ góp phần cho các bạn, là tạo được cho các bạn một thói quen đọc sách tốt hơn và có ý nghĩa hơn. Not lazy, be crazy. I'll see you guys next time.